anh Phi chào các bạn. Trong buổi trưa ngày hôm nay, thú thật với các bạn là ngày hôm qua tôi hẹn xong thì anh Phi mất giọng rồi. Sáng nay các bạn nghe cái giọng anh Phi không? Bị mất tiêu rồi. Cho nên anh Phi cố gắng dành những cái phút đầu tiên để anh Phi nói về hai cái đơn hàng này chút xíu. Sau đó anh Phi sẽ làm trong im lặng, bởi vì anh Phi không thể nói xuyên suốt hai cái đơn hàng này được. Đơn hàng thứ nhất đó là đơn hàng 676-1205 Linh Hồn Rực Lửa, anh Phi sẽ gửi về thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đơn hàng thứ hai đó chính là ván trượt siêu hạng Vracon 612-117, anh Phi sẽ kiểm tra lại đơn hàng một chút xíu, sau đó đảm bảo chính xác xong thì anh Phi sẽ đóng hàng để gửi về huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đó là hai cái đơn hàng của chúng ta trong ngày hôm nay. Thì cái con này là ván trượt Vracon, anh Phi không còn nhiều đâu các bạn. Đợt hàng trước về được có mỗi mã nó có 6 hộp thôi, cho nên không có còn nhiều. Còn đây là Yoyo ha. Rồi bây giờ thì các bạn xem cái anh Phi sẽ test và đóng hàng của hai con này nó như thế nào nhé. Còn bây giờ thì anh Phi không thể tiếp tục nói được nữa, các bạn thông cảm nha. Anh Phi đã bị mất giọng rồi. Còn chiều nay anh Phi sẽ làm cái kết quả mini game của tuần rồi vào ngày 11. Thì đúng ra ngày hôm qua là kết thúc rồi, cho nên nhưng mà anh Phi chờ cho hết ngày anh Phi mới làm. Thì sáng hôm nay anh Phi sẽ bắt đầu anh Phi làm kết quả. Các cái comment ngày hôm nay anh Phi sẽ không nhận nha, anh Phi sẽ xóa hết nha. Anh Phi chỉ tính comment từ ngày hôm qua trở về trước ngày 11 thôi. Và bây giờ thì anh Phi sẽ tập trung cho đơn hàng này trước. Rồi các bạn xem nha.